Đây này, mình phát hiện ra trên này có một tổ chim khuyên anh ơi. Mới tinh luôn, mình đi quá là nó bay ra anh ạ. Ôi, một lôi, hai lôi, ba lôi, bốn lôi, tám con, nửa cả tám con, không xịt con nào anh ạ. Xịt chưa? Tuyệt vời luôn anh ạ. Hả? Ok, hello, mình xin chào mời tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Tiếp nối chuyên cơ của video hôm qua thì hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm tổ chim anh em nhé. Vẫn là sẽ đi tìm tổ chim trà mào anh em ơi. Hôm nay là mình có rủ ông bạn của mình ở dưới này lên cùng. Hôm trước thì ông anh bạn này thì có đi bẫy trà mào, đi bẫy đôi ở khu này. Ở đây khu này nó có một đôi anh em ạ. Thì phát hiện ra thấy nó giò có khả năng cao là nó làm tổ rồi anh em ơi. Nên là hôm nay hai anh em mình di chuyển xuống để mà đi tìm thử anh em nhé. Này, ông kia thì đang vào tìm ở trong đấy từ nãy giờ rồi. Còn mình thì ra ngó từ đây vào. Nếu mà thấy con chim nó bay từ chỗ này hoặc là hoạt động chỗ nào nhiều nhất ấy, thì mình nghi là sẽ có tổ chim ở chỗ đó. Ui, ui dồi ôi. Ui, ui dồi. Còn cỏ nâu khiếp thật, chắc nó có tổ ra rồi anh ạ, nhưng mà nó không đi kiếm ăn này. À đâu, từ từ, cỏ nâu thì làm gì nó làm tổ ở những cái bờ này, cỏ nâu làm tổ ở những cái cây nhãn, làm tổ ở cây cao cơ, còn là chỉ có quốc thôi, quốc nó mới làm tổ ở mấy cái chỗ kiểu này. Trên này trước là rừng này, rừng xong bây giờ chặt phá hết rồi anh ạ, chắc là chim nó bỏ hết rồi quá với cái tình hình như này. Có hàng rồi anh em ạ. Đây này, mình phát hiện ra trên này có một cái tổ chim khuyên anh em ơi. Mới tinh luôn, mình đi quá thế là nó bay ra anh em ạ. Đang làm tổ anh em nhé. Đấy. Gần hoàn thiện rồi, cái này nó chỉ đi nhặt lịm một nữa là ok. Để vì đó tổ này. Một cái tổ chim khuyên đầu tiên của hôm nay ở trên ngọn cây nhãn. Tạm thời là mình sẽ chưa chè lên xem anh em nhé. Đấy, rồi bên này cũng thấy rõ rồi, tuyệt vời luôn. Đây, tiếp tục lại là một tổ chim đấy anh em nhá. Đây, tổ chim là chim gì? Chim gì là hay rất là hay có rán cơ. Phải cẩn thận.
Hình như không có cái gì đâu. Tổ cũ thôi. Mà cái tổ này nghi lắm này. Nhìn có cái gì đó sai sai. Đây hình như có cái bác nào, có bác nào trèo lên trước rồi anh em ạ. Có anh em nào lên, chắc là lên bắt con bọ xong rồi trèo lên xem rồi. Chứ không phải là mới đấy. Đây rồi anh em nhé. Không thấy nó tha mồi nhưng mà mình vừa thấy nó bay ở dưới này ra. Anh em mình đã khoanh vùng được vị trí của tổ chim này rồi. Đây này, một cái tổ chim hút mật anh em ạ. Đây là hút mật sắc pháo anh em nhé. Chim sắc pháo. Từ năm ngoái rồi. Sắc pháo đây, nó treo ở chỗ này chứ. Đang xuống xem cái tổ chim trà mào, thấy nó bay ra bay vào cái chỗ này mấy lần rồi nhưng mà đi tìm không thấy anh em ạ. Đang nghi nó làm tổ mấy cái bụi chuối này. Chứ còn ở bên ngoài thì nó rất là thoáng luôn. Đi tìm qua một vòng rồi nhưng mà không thấy gì cả anh em ạ. Bây giờ anh em mình là đang tiếp tục nấp. Đây, con mái đang dò bên trên kia kìa. Cái tao này. Bất cả. Nấp để cho nó bay về nữa anh em ơi. Chơi bài phục kích. Đây này, tổ của nó đây rồi anh em ạ. Mẹ, cứ thấy nó bay ra bay vào, bay ra bay vào. Tưởng là nó có tổ, ai nào ngờ nó về ăn quả chuối anh em ơi. Khoai chưa? Nhục thật. Chuối như này là sao? Cứ thấy cả đôi bay ra bay vào. Chịu rồi. Thì ra lại phải ăn chuối. Tình hình là không tìm thấy tổ mào rồi anh em ạ. Ở khu vực này trà mào hình như nó làm tổ không sớm như kiểu khu vực dưới mình đâu. Ở chỗ mình là như kiểu hôm qua, ở video hôm qua mình quay cho anh em xem ấy là nó nở rồi cơ. Còn di chuyển qua khu vực này thì chim nó vẫn kiểu đang đi tìm tổ để chỗ làm thôi. Không nghe đi tìm chỗ làm tổ chứ không thấy nó tha mồi cũng như tha rác gì cả anh em ạ. Đây mình di chuyển đến tận trên này. Này, trà mào này. Một con nổ kép dưới này anh em ạ. Mình đang để ý cái lôi dưới này. Còn là một lôi ở trên kia. Đi tìm tổ thì mình vào những cái chỗ mà con nương cà phê kiểu này thôi. Bởi vì khi mà nó đi kiếm ăn ấy là nó sẽ lên rừng. Còn là khi mà nó đã vào mùa làm tổ là nó sẽ di chuyển xuống dưới nương.
để ý ở mấy cây nhãn, thấy nó bay ra bay vào là ok ngay. Tình hình là hôm nay là có một tin vui rồi anh em ạ. Cái ổ gà rừng xịn của mình nở rồi anh em ơi. Úi dồi, úi dồi. Kiếp thật. Gì mà khá phá ghê thế. Đây nhìn nhá. Xuống ổ gà rừng xịn. Đây con mái của nó đây. Để cho anh em xem nào. Ui, một lôi, hai lôi, ba lôi, bốn lôi, tám con nữa, cả tám con không xịt con nào đấy anh em ạ. Xịn chưa? Tuyệt vời luôn đấy anh em ơi, đây. Tám quả trứng nữa, cả tám con nó không xịt quả nào. Đấy. Ổ gà là hơi bị vip luôn nha anh em ơi. Con trống là con là giọng rất hay. Đấy. Ô sao chân váng nhỉ? Nó chưa đổi màu. Thường thường là gà khi mà nó mới nở ra ấy thì nó chưa có màu đen đâu. Gà rừng này nè, nó giống như kiểu cái ổ hai con là mình nhặt từ rừng về cũng thế kìa, bắt từ rừng về cũng thế kìa. Đó, xuống ổ. Ok. Đây mình có chuẩn bị cái mồng cho nó này anh em ạ. Nào vào trong mồng trước đã. Xong rồi mai mốt mới thả ra. Vào trong này, vào trong này. Năm con, sáu con, bảy con, tám con. Đó, ok chưa? Chúng ra cái con gà mái này ấp giỏi phết. Lần trước là có sáu quả thì ấp nở cả sáu quả, mà còn là đây này, có năm con trống luôn anh em ơi. À, có bốn con trống luôn. Còn à, lô ổ thì à, có 8 quả thì nở cả 8 nhưng không biết là trống mái thì nó thế nào. Rồi ok, bây giờ để cho con mái nó vào trong này trước anh nhé. Xong rồi trâu nó mình mang thóc ra cho ăn. Này ok rồi anh em nhé. Kia đây. Tạm thời là hôm nay là mình sẽ cho nó ở trong cái mồng ở trước để cho cái con gà rừng con nó khỏe hẳn đã, xong rồi mình mới thả ra ngoài để cho nó đi lại kiếm ăn cùng mấy con ở bên trong này. Thật ra mình thả ở bên trong thì nó không có cái gì để mà phá nó đâu, nhưng mà cứ chắc ăn để ra trong này trước anh em ơi. Ok, tránh tình trạng thả ra sớm quá nó chưa biết kiếm ăn thì có những cái con thì nó lại yếu đi mất. Vip luôn. Để trong đó mình ra kiểm tra cái ổ gà mình nhặt từ trên rừng về, nếu mà nó nở cùng ngày mà kịp với ổ gà đây của mình thả nó vào ở chung luôn, khéo khi là hợp lý anh em ơi. Đây, gà con. Cái con gà trong chuồng này mình vừa tách cái con gà mái kia ra rồi anh em nhé. Cái con gà mái kia là gà bản. Do cái thời điểm trước là ở dưới sau nhà của mình nó nhiều gà mái. Cái con kia nó không thắng được mấy con gà mái kia nên là cứ bị lủi mổ. Xong rồi con nó cũng còn khá là bé nên là mới mổ ở trong này. Thì bây giờ cái con nó cũng lớn lên rồi thì mình bỏ sau nhà rồi. Còn lại ở bên trong này là gà rừng hết anh em ơi. Ok. Đẳng cấp luôn. Đây, thế này đủ đẳng cấp chưa anh em ơi? Thanh niên này quá là khoai chứ ạ. Chị mái thì bảo hắn ta đi kiếm rác để về lót tổ. Còn thanh niên này không hiểu ý hay là cố tình dây mà tại chơi hẳn là bẻ đấy cả cái cành cây chít để mà ra lót tổ anh em ơi. Ghê chưa?
đấy. Bây giờ là phải xé ra đấy, xé ra từng sợi nhỏ để về lót tổ. Thanh niên khoai nhất của năm. Hôm nay là mình phát hiện ra cái con mái ở đây này. Ô con mái nó cũng lấy dây, lấy lá cây à, mỗi lá cái chít anh em ạ. Ôi đâu rồi? Hôm nay là mình phát hiện ra cái con mái kia nó vào trong tổ kia để mà ấp anh nhé. Thế nó vào nằm trong tổ kia xong rồi à, hai đứa này mới lọ mọ. Hình như là cái ổ kia nó không ưng ý mấy sao, thế là nó đi nhặt rác anh em ạ. Đấy. Ấy ấy ấy. Đây này, này. Con mái đi trên tổ đấy anh em ạ. Đấy đấy. Đấy. Đây. Ô đâu rồi? Đấy, anh em chưa? Ô này. Ô nó đang tha rác cái này. Nó đang tha rác anh ơi. Đấy thấy chưa? Này. Nó đi gắp lấy hết tất cả mọi thứ. Thôi rồi. Đây. Đấy. Con lấy rác này. Đây, sau đây hai anh chị ơi. Nào, thanh niên nào. Cái đợt sâu lần trước mình mua lên ấy nó bị chết khô, mình bỏ trong này cái con nào mà đen xì nó không ăn đâu này. Nó toàn ăn những cái con mà kiểu như tươi. Đây, lợt này thì sâu đẹp rồi anh ạ. Mà có vẻ như là cái con khiếu này nó không thích tổ ở trên cao đâu. Ở đâu? Ui, nó chặt rác rồi hết rồi anh em ạ này. Nó vẻ đấy cái bông cây chít này bỏ vào trong cái tổ kia. Mình thấy là lót khá là nhiều rồi anh em ạ này. Được. Đây nhá, sâu ở đây nhá. Ăn đi. Như vậy là đã có một hy vọng đầu tiên về lôi khiếu. Ghép bình sản khiếu anh em ơi. Một hy vọng đầu tiên rồi. Rồi, bây giờ mình ra xem ổ gà rừng đi. Xem nó lở chưa. Cái con mái này nó hơi dữ đấy. Chưa thấy hiện tượng gì. Chưa thấy cục cục kịch kịch gì anh em ạ. Chắc là chưa nở đâu. Chơi lửa nè. Đang muốn làm nốt một cái AV nữa để cho con chơi lửa của mình có một cái AV riêng. Nhưng mà tình hình là bây giờ là hết kinh phí, hết tiền, nói thẳng ra hết tiền. Xong rồi là cái AV để cho con gà rừng nữa anh em ạ. Hai cái. Rồi, tạm thời là lôi khiếu này thì mình sẽ theo dõi thêm. Nếu mà khi nào mà nó đã có trứng ra rồi thì mình sẽ review lên cho anh em xem anh em nhé. Ok. Thôi xong rồi. Đang định bảo với anh em là con gà con của mình chết hết rồi. Ai nào ngờ bây giờ nó thức dậy mất rồi anh em ạ. Đây. Anh em thấy gì chưa? Đấy, trời ơi. Cho uống cái sức đề kháng vào. Bây giờ con gà con của mình nhìn khỏe mạnh thì thôi rồi luôn anh em ạ. Khỏi phải bàn. Chắc có thể là lúc trước mình nuôi con gà con ấy là không cho nó uống thuốc cũng như là không thiết kế lồng như kiểu này cho nó. Thì bây giờ mình thiết kế lồng cho này như kiểu này cho nó ấy, thì thấy rất là khỏe mạnh luôn. Đấy, tuyệt vời chưa? Háo. Nó có phải gọi là đẳng cấp luôn anh em ạ. Chip.
ướt 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 ướt. Đây hai thanh niên ướt ướt của mình đây anh em ơi. Ây da ấy da. Đây là cám nhá, cám với sâu. Thấy cám với sâu nó hôm bữa là mình không để ý, tưởng là ban đêm thì trời nó sẽ không mưa, ai nào ngờ nó mưa xuống thế là không cho cái bạt ở bên trên này. Thế là ướt hết con cám anh em ạ. Bây giờ là mình thay cho nó cái mới luôn. Đó. Bỏ vào trong này, khi mà trời mưa thì nó sẽ kiểu không tạt tới cái bóng cá bên trong ấy. Rồi. Đây hai thanh niên ở đây. Nhạt lắm anh em ạ. Nhạt. Thôi rồi luôn này. Không biết ở trên rừng mùa này thì chim cút nó đã chạy chưa, nhưng mà trường hợp nếu mà nó có chạy thì mình cũng không đi bẫy được, bởi vì nó đang là mùa sinh sản ấy. Cũng có một số comment anh em bình luận bảo là mình nên bẫy con chim cút rừng đi. Cái con này thì thật ra thì chơi thì nó cũng không gọi là có vị gì đâu, nhưng mà để mà nói mình cho một cái lồng nhỏ nhỏ xong rồi mình nuôi thì cũng kiểu một cảnh đấy anh em nhé. Nó giống như kiểu con đa đa ấy, gọi là đa đa mini anh em ơi. Đây, con này nó dình vào trong kia để ăn đây kìa. Đấy. Rồi ok, thì tới giờ thời lượng của video mình cũng khá là dài rồi. Hôm nay là một video mình đi tìm tổ chim. Thì chỉ có tìm được cái tổ chim quyên kia là ok thôi anh em ạ. Chim quyên kia thì mình khẳng định chắc chắn 100%, chỉ cần tầm độ khoảng 1 tuần nữa là mình lên thăm là nó sẽ có trứng như là ấp rồi. Thì mình sẽ thỉnh thoảng lên review cho anh em xem. Đó, nó là cái điểm nhấn nhất của hôm nay. Tìm thấy một tổ chim quyên anh em ạ. Và thứ hai là cái ổ gà của mình cũng đã nở rồi, ổ gà xịn ý. Đó thì chắc là video của mình cũng xin phép dừng lại đây nhé. Nếu anh em thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại người video tiếp theo. Bye bye.